Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 2023 và chúng ta có 7 phôi mai cát Bình Thuận hàng mới về ha các bạn. Đầu tiên là một cái phôi khá là đẹp ha, chắc nụi các bạn. Phôi này có hoành là 53, tổng chiều cao của nó là 87, hoành 53, tổng chiều cao 87, hai thân. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 900.000 bao gồm phí vận chuyển ha, anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Mai cát Bình Thuận ha, anh em nào yêu thì liên hệ nha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 098 446 ha các bạn. Theo thì mình đến với một cái phôi dáng bay cũng khá là VIP ha. Phôi này thì có hoành là 53, cũng tổng chiều cao là 82, một cốt hai thân. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá cũng là 900.000 bao gồm phí vận chuyển ha, anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Mai cát Bình Thuận hàng mới về, ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4 ha, anh em nào yêu thì liên hệ nha. Hoành phổ đế là 83 3 52 3, tổng chiều cao nó là 82. Tiếp tục là mình đến với một cái phôi dáng bay nữa. Phôi này thì rễ hơi yếu hơn cái phôi nãy ha, cũng là hai thân. Phôi hoành 50, phôi hoành 50, cái này ba thân, xin lỗi các bạn, ba thân, hai thân lớn với một thân nhỏ. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 800.000 bao gồm phí vận chuyển, hoành 50, tổng chiều dài của nó là 88 ha. Anh em nào yêu thì liên hệ các bạn nha. Đến với mã số 4 hả các bạn ha, số 4. Một phôi có hoành là 50, tổng chiều cao của cái phôi này là 72, tổng chiều cao của nó là 72 ha. Phôi này thì có một cái rễ treo nó bị lỗ các bạn, lỗ bên ngoài thôi chứ cũng không có ăn vô ha. Đó, đây rễ phía trước các bạn đó, là phôi này có hoành cổ đế là 50, tổng chiều cao là 72, và phôi này thì ngày hôm nay giao lưu anh em mình với giá là 500.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 500 ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Mai cát Bình Thuận ha. Mình đến với phôi thứ năm, một phôi có củ nở ha, hoành củ đế là, hoành cổ đế của nó là 44, và tổng chiều cao là 90. Phôi này thì có hoành, có chiều dài từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên của nó là 75, tổng chiều dài của nó là, tổng chiều cao của nó là 90 ha, hoành 44. Và phôi này thì ngày hôm nay giao lưu anh em mình với giá là 550.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 550k ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Áp chót cũng là một cái phôi dáng trực một cốt,
Phôi này thì rẫy đế đấm này kia khá hơn cái phôi nãy ha. Hoành thì cũng khá là to, hoành của nó là 49. Tổng chiều cao của phôi này là nó 1 m. Và phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 650.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển là 650k ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Hoành cổ đế là 49, tổng chiều cao là 1 m. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 650.000 ha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển, anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Rồi cuối cùng là một cái phôi cũng là một cốt, rễ thì nó không bằng như cái phôi nãy. Phôi này có hoành là 43, hoành cổ đế là 43 ha. Tổng chiều cao của nó là 78. Và phôi này thì giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 450.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển là 450k ha. Rồi, anh em nào yêu thì liên hệ ha. Mai Cát Bình Thuận, hàng mới về ha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 098 446. Sắc vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cái phôi gần xa ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.